Đấu rất là hot của ngày hôm nay là trận đấu giữa Phạm Xuân Trung Kiên và Trương Huy Cường. Thi đấu theo thể thức đấu trường. Xét 1, không đều, Kiên nhận bóng trước. Không, 1. Kiên là lần này trở lại với đấu trường với lại lối đánh rất là bản lĩnh, rất là chắc chắn. Hai, một. Đội giao bóng cho Kiên. 1, 3. Và giao bóng hỏng của Cường. Đổi giao bóng cho Kiên. 5, 3. Năm, bốn. Ráp. 4, 6. Năm, sáu. Wow, hai quả giao bóng ăn tiếp. 6, đều. 3. Wow. Giao anh quá đẹp. Hai bên trái phải đều rất tốt. 10, 6. Mười, bảy. Và 11-7 set thứ nhất. Như vậy tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về cho Kiên. Chúng ta chờ đón set đấu thứ hai. Set đấu thứ hai giữa Trương Huy Cường và Phạm Xuân Trung Kiên. Cường giao bóng trước, không đều. Vậy giờ đâu biết Cường
anh đừng nói vậy. Một không. Mười tám bắt anh chị luôn. Chị thôi. Chị đi mười tám. Nha, có chị nha. Rồi đó. Anh nằm bên kia nha. Rồi giao bóng cho Kiên, 2, 4. Rất tốt. Năm, bốn. Đẹp lên luôn hả em? À, đừng tay luôn còn á. Thôi đừng đừng có nói, đang đánh đừng có nói. Kiên thì rất là không có bị kỹ cái bóng ra, do đó cái trận đấu này là trận đấu là cả hai bên phải rất là tích cực, phải có cơ hội là phải phòng thủ ghi điểm, nếu đéo mà phòng thủ chủ động thì chắc chắn là chết. Chúng ta thấy là đối đánh là rất là tích cực. Sáu chín. Rồi giao bóng cho Cường, 16. Mười, bảy. Wow, và 11-7. Như vậy sau hai trận đấu hai bên đã cân bằng với nhau ở tỷ số 1 đều. Đó là ngang tài ngang sức. Chúng ta chờ đón trận đấu thứ 3. Bây giờ là trận đấu thứ 3 của trận đấu giữa Phạm Xuân Trung Kiên và Trương Huy Cường. Hai bên đã cân bằng nhau 1 đều sau hai set đầu tiên. Set 3, Kiên giao bóng. 1-0. Vấn đề là hai bên sau khi đã làm quen nhau ở hai set rồi thì vấn đề tới đây bên nào chọn đấu pháp đúng và kiên định với đấu pháp của mình thì bên đó sẽ chiến thắng. Một trận chiến với giữa mặt lá và mặt gai thông thường là vậy, đấu pháp, vấn đề là đấu pháp. 1-2. Rất tốt,
quả chặn phải và góc trống của Cường. Đổi giá bóng cho Kiên, hai đều. Ba, hai. Giá bóng rất hay. Hay, quả là rất tốt. Đó là những cái quả ghi điểm của bên Cường. Nếu không tạo được cơ hội để đánh quả đó là hoàn toàn tự động, sẽ rất là lép với Kiên, vì Kiên rất là đều. Bốn, năm. Đổi giao bóng cho Cường, 6, 4. Sáu, năm. Wow, rất nhanh. Rất nhanh, đã có sự chuẩn bị từ trước. Tỷ số lại cân bằng 6 đều. Ba set đấu, tỷ số và cục tạm thời là 2-1 nghiêng về cho Trương Huy Cường. Chúng ta chờ đón set đấu thứ tư. Và chúng ta tiếp tục với set đấu thứ tư của trận đấu trường giữa Phạm Xuân Trung Kiên và Trương Huy Cường. Tỷ số tổng cục tạm thời đang là 2-1 nghiêng về cho Cường. Set tư, Cường giao bóng, không đều. Quả bóng chặn của Cường bóng chuỗi 1-0. Wow. Đổi giao bóng cho Kim. 0-2. Lâu lâu.
không, ba. Đội giao bóng cho Cường, 4-0. Wow, pha bóng rất hay của hai bên. Năm, không. Đội giao bóng 1-5. Rất hay, quả đẩy bóng và đẩy bóng tiếp bóng rất ngọt. 1-6 và đội hốt một sáu. Sáu, hai. Wow, pha bóng tuyệt vời, cú đội điểm rất hay của Kim. 6-3. Đội giao bóng 3-7. Hơi phải rất tốt của Trung Cường, một quả vừa moi vừa trả xoáy rất là phát triển của mình ra. Rồi giao bóng 8-4. Bóng lưới. Sáu, chín. Chín, bảy. Wow, pha bóng là đối công rất hay của hai bên. 10-7. Tám, mười. Đó,
Trọng tài ơi. Trọng tài không? Đang 8-10 à? À, trận đấu tiếp tục. Xét thứ tư 8-10 kiên giao bóng. Một quả giao bóng ngắn phải và Cường đã trả bóng mở. Cường kiên lại kết thúc bằng một quả dập sân góc trái. Chín mười. Và như vậy 11-9 xét thứ tư, tỷ số tổng cục tạm thời là 3-1 nghiêng về cho Trương Huy Cường. Một trận đấu rất là hấp dẫn, chúng ta hãy chờ đón xét đấu thứ năm. Bây giờ chúng ta tiếp tục với xét đấu thứ năm của trận đấu giữa Trương Phật Xuân Trung Kiên và Trương Huy Cường. Tỷ số tổng cục đang là 3-1 tạm thời nghiêng về cho Cường. Chúng ta hãy xem liệu Kiên sẽ điều chỉnh đấu pháp như thế nào để có thể rút ngắn được khoảng cách hai set này. Quả chữ Y rất tốt, bộ đều. Một, hai. Bắt sớm hơn và hết hạn ở bên phải, tốt hơn là phải chịu bóng. Và nó chuyền mò rất nhẹ. Một, năm. Chuyển sang đánh những quả đánh quả trái tóc chữ Y đưa vào bên phải của nó, đánh kết quả kết thúc cũng là chữ Y vào bên trái. 5-4 một quả giao bóng hỏng. Bốn sáu. Quả chặn không thành công của Cường, lên xoáy độ xoáy rất cao. 4-7. Rồi giao bóng cho Kiên. 7-5. Lên xoáy qua bên phải của Cường, bởi vì động tác chặn bên phải của Cường chặn xa, không có chặn sớm như bên trái. Do đó nếu không có điều tiết được cái bộ là đánh, điều chỉnh được cái di chuyển được cái bộ đánh hợp lý thì sẽ bị quá, sẽ bị đẩy ra ngoài. 6-8. Nhưng mà ngược lại, tôi nói nếu bước di chuyển kịp thời thì quả này khỏi bàn của Cường hoàn toàn không có gì khó khăn, thì đóng lên rất là chậm. 7-8. Cân bằng 8-8. Quả mò xoáy lại qua bên phải, chúng ta thấy rõ ràng là lựa chọn định hướng chiến thuật của Phạm Xuân Kiên rất rõ. Không nhận được điều này thì sẽ có thể là có một cái tự hỏng của
và đổi giao bóng cho Cường. 8-10. Đó là một quả lên trái chữ Y và Cường ở bên. Như vậy tỷ số là 11-9. Vậy Kiên đã rút ngắn khoảng cách còn một set. Chúng ta chờ đón set đấu thứ 6. Bây giờ là set đấu thứ 6 của trận đấu giữa Trương Huy Cường và Phạm Sơn Trung Kiên. Tỷ số tạm thời đang là 3-2 nghiêng về cho Cường. Set 6 không đều. Ta hãy xem nước lên thì thuyền có lên theo kịp hay không. 1-0. Thay đổi đối pháp, Cường ra bóng tốc chủ động để đưa vào cái bóng đẩy đôi công thay vì ra bóng thấy xuống để cho Kiên xử lý như lúc nãy. Đổi ra bóng cho Kiên. 0-2. Rất hay. 1-2. Hai đều. Wow, pha bóng rất đẹp. Pha bóng rất đẹp. Pha bóng này nó phải cắt ra để quay chậm lại. 3-2. Chiêu vô. 2-4. Xong đây anh nghe. 2-5. Rồi giao bóng cho Cường. 6-2. Hai brick. Chúng ta tiếp tục với set đấu thứ 6. Cường giao bóng. 6-2. Hai hai. Một quả giật hỏng của Kiên. 7-2. Quả bóng trội sụi xuống luôn của trận này. 2-8. Rồi đây một quả giao bóng hỏng liên tục phạm sai lầm. 2-9. Nhìn chung lại nhân khác rồi giao bóng im lặng được một cái. 9-3. Rất quyết liệt trong pha bóng vừa rồi. Và đổi giao bóng cho Kiên. 5-9. Rất là ráp trong những pha bóng vừa rồi của Phạm Tô Trung Kiên. 6-9. Wow, nhưng vậy thì thực sự là chưa biết chuyện gì xảy ra luôn. Và như vậy ưu thế cho Cường 10-6.
đang gánh ở trường, thường là đang bị lùi ra cho nên khó để chọn người. 10, 7. Wow, pha bóng chiến rất là chiến thuật và rất là giao bóng sốc và đẩy kết thúc rất hay. Và như vậy kết quả là trận đấu là 4-2 nghiêng về cho tay vợt Trương Huy Cường của Bình Dương.